Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bon chen lời danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đành dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía cái này đẹp không? Ừ. Nè con, coi chỗ này nè. Ừ. Đây hả má? Em. Dạ. Nè, em xem đây. Bao nói tới hãng du lịch Phố Đông mới khai trương nè. Nè má. Coi nè con. Không ngờ thằng Ba Giám nó dám làm ăn khác hơn hồi trước rồi đó. Anh coi bộ cũng cởi mở với nó nhiều hơn hồi trước à. Chứ trước đây thằng Ba Giám nó làm gì anh cũng chê hết á. Cái nào phải thì khen nó chứ. Nè Hiền con, nhớ gọi điện nói thằng Giám về ăn cơm với ba nghe. Dạ. Chuyện đó chưa vui bằng chuyện này đâu anh. Chuyện gì nữa? Chuyện con Khánh. Nó đi Pháp tu nghiệp chứ gì. Anh đã nghe rồi. Đi mấy năm hả con Hiền? Dạ, bây giờ thì Khánh không có đi nữa ba. Trời, gì kỳ vậy? Lý do gì mà không đi nữa? Dạ, cô Tư muốn ở nhà lấy chồng. Sao có chuyện lạ vậy? Nó lấy ai? Sao anh không nghe nói gì hết vậy? Thì bây giờ anh đang nghe nè. Hây! Cô có sao không? Cô có bị đau đâu không? Bộ tưởng em bị khùng hả? Vậy là cô không bị chấn thương ở đâu? Xin lỗi. Không lỗi phải gì hết. Đền em đi. Đền cái gì? Má coi đó, nó lớn tòng ngọng vậy rồi mà còn đòi ăn kem nữa. Kệ em. Má, thỉnh thoảng ra ngoài chơi vui lắm đó má. Đúng đó má. Bữa sau mình đi thường xuyên nha má. Anh tụi con nó mà biết chắc nó sẽ càm ràm cho con vì không rủ nó. Tội nghiệp, mấy hôm nay má thấy nó làm việc căng quá. Ở đâu cũng vậy má ơi, người ta trả cho mình được đồng lương thì người ta cũng bóc lột mình tới xương tủy à. Má uống nước đi má.
Cũng may mà anh Hân đánh em nên em mới mời được anh đi uống nước như vậy. Không phải bị đánh, tôi vô tình mà. Chị ơi, tính tiền giùm em. Dạ. Em dự định sau này sẽ mở thêm vài giỏ đường nữa. Mình sẽ đào tạo thêm một hệ thống giỏ đường danh tiếng, tuyển đầu vào cực kỳ gắt gao. Làm như vậy là để đào tạo những võ sĩ Aikido giỏi nhất. Con này vệ sinh, má chào con chút xíu nha. Ừ. Em dự định sẽ... Quanh! Em chào thầy. Gọi bằng thầy là phải đi học lại đó nha. Em xin lỗi rồi mà, tại má không cho phép. Hai người không biết bắt cỏ sao mà lại đứng đây? Tại sao mắc cỡ? Anh đứng đây nói chuyện đàng hoàng chứ có làm gì bậy bạ đâu. Em muốn nói tới cô ta. Tại sao anh đang nói chuyện với em mà anh bỏ ra đây nói chuyện với cô ta? Thôi đi, vụ mất lịch sự ở đây là em mới đúng. Vì nể em nên anh mới đi cùng em đến đây. Em nên nhã nhặn lại một chút. Em đi cùng với má, em phải về kẻo không má đợi. Thôi, cho anh đi cùng với. Anh muốn thưa với bác một tiếng. Hả? Sao lâu vậy con? Dạ, con chào bác. Chào cậu. Gặp anh ở đây cũng thật tình cờ. Nhưng chúng tôi chuẩn bị về rồi. Má tôi đi từ sáng tới giờ cũng mệt rồi. Vậy... Dạ, cháu có chút chuyện muốn thưa nhanh với bác thôi ạ. Cậu lại xin cho con quanh nhà tôi đi học võ đó chứ gì. Chỗ cậu thiếu gì võ sinh mà còn cần đến nói nữa. Má khỏe đâu, đẹp đâu má không thấy. Má chỉ lo là con mất hết tự tính thôi. Mấy lần trước về nhà tay chân con phòng rộp hết, là má đau hết cả ruột. Cứ mỗi lần như vậy thấy tay chân con phòng rộp hết, má không làm sao yên tâm nổi. Thưa bác, chưa hẳn là như vậy đâu bác. Môn việc khí đạo mà chúng cháu đang theo đuổi làm cho con người ta ngày càng điềm đạm hơn. Quanh nghỉ học chúng cháu rất tiếc, vì theo cháu Quanh là một võ sinh thông minh và chuyên cần lắm ạ. Thôi, cậu đừng thuyết phục chú ít nữa. Tôi mệt rồi nên phải về đây. Chào cậu. Má, má nhắc lại, má không muốn con trở thành đứa con gái chê u thịt bắp. Má không được xúc phạm đến những người phụ nữ như cháu và thiếu lễ phép nữa. Con mời má. Cảm ơn con. Con ăn đi. Con à, con định lấy ai? Người đó ba biết không? Dạ. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, sao con không nói trước với gia đình? Em với anh đi du lịch cả tháng trời, con nó có muốn nói cũng không được. Bây giờ con nói đi Khánh, con yêu ai mà người này ba má có biết không? Dạ biết. Ai vậy con? Dạ cả nhà mình ai cũng biết ảnh. Anh hai, chị Hiền, thằng Hưng đều biết con yêu ảnh lâu rồi. Mà ai vậy con? Dạ là anh Minh.
cậu Minh, ba của Bích Dân. Mà sao lại là cậu, cậu Minh hả con? Mà con thương cậu Minh, còn cậu Minh thì sao hả con? Dạ, ảnh cũng thương con. Chúng con đã hiểu lòng nhau. Không được đâu. Ba không chấp nhận chuyện này. Tại sao vậy ba? Kìa anh. Má, sao vậy hả má? Tại sao ba lại như vậy? Má cũng ngạc nhiên đó con. Nói chi là ba. Vậy là sao? Sao con lại có ý định lấy nó hả con? Má, con thương ảnh không được sao má? Ảnh không có vợ, con chưa có chồng, có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Vậy tại sao lại không thể lấy nhau? Hôm nay tôi rất thất vọng về chú Năm. Hổng về chú Năm lại cổ lỗ như vậy. Hổng chịu nghe ta giải thích mà lại bỏ đi. Chú Năm chưa rõ thôi. Ổng không hiểu một chút gì về việc cổ phần hóa công ty. Có phải ổng nghĩ là anh Nguyên bày ra chuyện này để làm khó giám đốc không? Tôi nghĩ giám đốc nên gặp riêng ổng để trao đổi thêm. Cái gì quá mới thì người già họ rất e ngại. Chú Năm ngái ngại cũng phải. Tôi cứ nghĩ ông khá hơn những người khác trong ban giám đốc. Ai dè đâu ông lại ảnh hưởng cái chất gia đình kiểu của ba tôi lâu quá rồi. Cảm ơn anh Phong và cô Thúy đã hết lòng với tôi trong việc này. Anh đừng nói vậy. Anh trả lương cho tụi em là để cùng chia gánh nặng này mà. Việc cổ phần hóa của công ty nhất định đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là về phía gia đình của anh. Không ai muốn người khác xen vào công việc điều hành công ty của mình. Biết đâu mình lại là những người không tưởng. Anh đừng có nói vậy. Chuyện cổ phần hóa bây giờ là xu hướng tất yếu mà. Vấn đề là làm sao để cho tổng giám đốc hiểu thôi. Bình tĩnh nha con. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời mà con. Con biết. Năm nay con đã 30 tuổi rồi. Con có yêu thương ai đâu. Con đâu phải là đứa buông thả trong tình cảm đâu má. Má biết. Có ai trách gì con đâu. Bạn trai đến nhà mời con đi vũ trường. Má cũng đâu có ý kiến. Ba má hoàn toàn tin tưởng ở con mà. Nhưng lần này là chuyện hôn nhân. Con không làm chuyện nông nổi, bà đâu yêu đó. Con thương anh Minh từ khi ảnh còn nằm trong bệnh viện đó má. Có thằng Hưng biết, chị Hiền biết, rồi ảnh hai cũng biết nữa. Nhưng sao lại là cậu Minh hả con? Con không thấy bao nhiêu điều khó xử trong đó hay sao? Có gì khó xử đâu má. Má à, anh Minh là bạn của anh hai, là người ơn của anh hai. Tính tình của ảnh cả nhà mình đều biết. Có phải má ngại chuyện ảnh có con rồi phải không? Bích Dân là đứa bé ngoan, ba má cũng hết sức yêu thương nó, xem nó như cháu của mình. Chị Hiền thương nó, luôn luôn chăm sóc cho nó. Anh Minh hiện giờ cũng là trợ lý của anh ba. Khánh à, con bình tĩnh đi. Và con cũng phải để cho gia đình có ý kiến chứ. Có đứng về phe con thì má cũng phải suy xét cái lợi cái hại trong chuyện này chứ con.
Tình cảm đâu có thể cân phân tính toán đâu má. Mà má đừng có hỏi tại sao con yêu anh Minh nữa. Nhưng đây là hôn nhân, là cuộc sống chung cả đời, rồi con cái, không cân phân tính toán làm sao được hả con? Bây giờ con mới hiểu sự ràng buộc về danh giá, về đạo đức của cái đại gia đình này nó to lớn quá. Anh hai con dọn riết rồi cưới nhầm bà Diễm, còn anh ba thì quen sống tự do phóng túng. Có quen biết với ai đủ tư cách để mà làm vô trong nhà này đâu hả má? Còn Nam Thạnh chỉ còn nhớ cái tên thôi, kỷ niệm gì cũng quên hết. Người ta mang đi mất tự bao giờ, sống chết ra sao cũng không ai biết. Còn con Sương, nó cũng đau khổ vì tình yêu má à. Còn con thì như vậy đấy. Má không thấy rằng tình yêu và hôn nhân của đám con má quá bất hạnh hay sao? Anh cứ trình bày rõ ràng mọi chuyện với tổng giám đốc. Anh không biết rõ ba tôi đâu. Chú Năm bảo thủ 1, còn ba tôi thì tới 10. Nếu thấy quyền lợi mà bị đụng chạm trước mắt thì ông không cần phải suy xét phải trái, dẹp luôn tất cả. Ba tôi vừa độc tài là vừa độc đoán. Tôi làm giám đốc công ty cũng được mấy năm rồi, có lần tôi góp ý kiến thì ba tôi chỉ tay ra cửa và nói: ra khỏi phòng họp, tao không muốn nghe ý kiến của ai hết. Sao đến nỗi như vậy? Rồi lúc đó phản ứng của anh ra làm sao? Thì đi ra cửa chứ sao. Nếu giám đốc hỏi ý kiến của tôi thì tôi xin nói. Sao? Tôi chưa từng sống trong một gia đình như giám đốc, nhưng đối với má tôi, người đã sinh ra tôi khi dám làm trái ý. Đã có lần xảy ra chuyện đó, trong nhiều tháng gia đình tôi không có một ngày vui. Anh cũng có lần làm trái ý má à? Dạ có. Lần đó bà đi hỏi vợ cho tôi, một cô gái khá đẹp, đất đa, hiền diệu, đoan trang. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Vậy là được quá rồi. Tôi cũng thấy được, nhưng trong lòng không yêu, tôi từ chối. Tôi nói hôn nhân phải đặt trên cơ sở tình yêu má. Trong lòng con chưa thấy thương thì làm sao mà cưới được. Vậy là bà giận tôi 2 tháng liền, không nói chuyện với tôi. Còn chị Hiền nữa, làm sao mà chị có thể lấy chồng với hoàn cảnh gia đình như thế này? Cô Tư đừng nói với tôi, tôi ở dậy với má suốt đời. Má thấy chưa, đâu phải có tiền là có hạnh phúc đâu má. Đại gia đình mình tiền muôn bạc vạn, nhưng chưa hẳn các con tìm được hạnh phúc. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào con cũng nghe má nhắc nhở, ba con là chủ của đại gia đình này. Không có ba, không biết các con sẽ ra sao. Con luôn xem đó là lời tâm niệm, nhưng bây giờ con đã thấy khác. Má nói với ba giùm con là con yêu anh Minh thật sự. Con chọn người đó làm chồng, dù có trở ngại gì, ngăn cách gì, con cũng sẽ vượt qua. Ba má cho con mất hứng, con cũng đành chịu má. Khánh à,
Bộ còn định bỏ nhà đi hả? Không, con là thành viên của gia đình họ Trần này. Con không bao giờ để vượt qua lễ giáo gia phong của gia đình để chọn một hôn nhân tự do. Con muốn có một cuộc hôn nhân minh bạch. Con không muốn xấu hổ với bất cứ ai. Trời, bây giờ làm sao cho nhà này nó yên đi hả trời? Anh có định bàn qua với tổng giám đốc không? Nếu em là tôi, em có bàn với ba tôi không? Em đâu có biết là em có trọn quyền quyết định chưa. Làm sao em dám có ý kiến được? Nếu có quyền quyết định theo pháp luật thì sao? Việc gì em thấy đúng, em sẽ làm. Tôi biết tổng giám đốc rất thương anh. Dù gì cũng không nên để xảy ra tình trạng như bây giờ. Không thay đổi phương hướng thì mình sẽ chết. Anh Phong à, tôi cũng đâu bao giờ muốn làm buồn lòng ba tôi. Nhưng có những chuyện không thể nào nhân nhượng và thỏa hiệp được. Nếu tôi còn làm giám đốc, thì việc đầu tiên mà tôi phải làm là phải giữ vững thương hiệu bằng bất cứ giá nào. Đồng vốn công ty cũng đã cạn kiệt. Không còn cách nào để vay tiền ngân hàng được nữa rồi. Đất đai dự án, máy móc thiết bị, cộng lại trên dưới 1000 tỷ. Nhưng số tiền mình nợ ngân hàng còn lớn hơn. Thử hỏi nếu không thay đổi thì công ty có phá sản không? Tính khí ông tổng như vậy, tôi sợ chuyển đưa công ty ra thị trường chứng khoán không được đâu. Tại sao? Là ông tổng ra mặt phản đối quyết liệt, không công nhận chức giám đốc của anh nữa thì sao? Không đến nỗi vậy đâu. Nhưng nếu ông tổng làm như vậy thì sao? Nếu vậy thì ai ở đâu ngồi đó, mọi việc vẫn như cũ. Không thể được. Mọi việc phải thay đổi nếu muốn công ty này còn tồn tại. Tôi sẽ đi đến cùng, rồi ba tôi sẽ nghe tôi. Tôi thấy giám đốc nên thẳng thắn nói chuyện với ông tổng. Từ hôm trở về đến nay, tổng giám đốc không có tới công ty, mà anh cũng không có về nhà. Tôi bận ngập đầu, cô không thấy hả? Thấy chứ. Nhưng bận gì thì bận, cũng phải về thăm ông bà. Trừ khi anh sợ giáp mặt ông ấy. Tôi sợ gì? Sợ cái gì thì chỉ một mình anh biết. Sáng nay con đưa Bích Dân tới trường, đi trễ có mấy bữa mà con phải năn nỉ hết lời, cô giáo mới nhận á. Không có gì đâu. Thời buổi này người ta ưng nhiêu khen vậy đó. Mẫu giáo chứ có phải tiểu học gì đâu. Mà mình có xin phép rồi mà con. Không có đâu má ơi, bây giờ trường mầm non thôi cũng có chương trình giáo án hẳn hoi.
Má, tụi nó đâu rồi mà má ngồi đây? Con Oanh đi làm chưa về, còn con Nga đi mua cho má mấy thứ. Phong, con ngồi xuống đây. Má muốn hỏi con một chuyện. Má, có chuyện gì mà sao con thấy có vẻ hệ trọng vậy má? Đúng là hệ trọng thật. Má nghĩ hồi nào tới giờ con chưa khi nào không quan tâm đến những điều má nói với con. Nhưng bây giờ có thể con nghĩ con có quyền tự do được sống theo cách sống của con, nên những điều má nói với con trở thành vô ích chăng? Sao má nói gì kỳ vậy? Con đã sai điều gì mà má lại buồn con? Đây, con xem đi. Má nói lời cuối, má đã quá sức chịu đựng những gì mà tụi con quan hệ với gia đình họ. Má không bằng lòng mọi chuyện đi quá xa như vậy. Nếu con còn kính trọng má. Má, má đừng nói như vậy. Con không thể hiểu nổi gì lẽ gì má lại quyết ngăn cấm con và con Oanh có quan hệ với gia đình ông Lộc. Người lớn sao thù dai quá. Sao không mở lòng để con cái có niềm vui và hạnh phúc? Biết đâu tụi con có thể xóa đi hiềm khích cũ. Không bao giờ. Đó sẽ là sự nhục nhã và tai họa của cuộc đời con đó. Má dứt khoát không bao giờ chấp nhận. Má cấm con. Đây là lời cuối cùng má nói với con. Nếu con không nghe lời má, coi như má không có con. Má, ông Lộc đã làm chuyện tai đình gì để má phải oán hận như vậy? Hay là ông ấy và má đã có tình cảm khi ba con mặc vô âm tính? Ông ấy đã không trung thực như má nói, và má đã không chung thủy với ba con. Phong, mày im đi, đừng bất dậy. Đây là lời cuối cùng má nói với con. Nếu con không nghe lời má, coi như má không có con. Ông ấy đã không trung thực như má nói, và má đã không trung thủy với ba con. Phong, mày im đi, đừng bất dậy. Tôi nghe đây anh Nguyên. Anh đang ở đâu vậy? Dạ, tôi đang ở ngoài đường. Nếu anh rảnh, anh em mình gặp nhau có được không? Dạ được. Anh đang ở đâu? Ở đâu anh? Anh tới nhà hàng hải sản nha.
Anh chọn thức ăn đi. Ở đây rượu vang ngon lắm. Anh ăn cá biển ha. Hay thích gì anh cứ gọi. Dạ. Dạ thôi, anh cứ gọi đi. Tôi đâu có quen tới nhà hàng hải sản. Anh gọi đi. Tôi gọi món này chắc anh thích. Món này. Thêm cái này nữa. Dạ, chắc anh cũng thường tới đây ăn cơm hả? Ở đây yên tĩnh, sạch sẽ, giá cũng không đắt lắm. Gì mà anh hả anh? Dạ. Giám đốc muốn hỏi má tôi hả? Ừ. Dạ cảm ơn, má tôi vẫn khỏe. Còn các em? Nga vẫn làm chỗ cũ, còn Quanh đang thực tập ở một ngân hàng. Nga làm gì hả anh? Dạ, nó làm thư ký cho một công ty nước ngoài. Nó giỏi ngoại ngữ hơn cả tôi nữa. Anh hay Pháp? Cả hai. Má tôi cho nó học từ lúc nhỏ. Lúc đó gia đình tôi còn khá lắm. Anh. Dạ. Alo. Ai đó? Quanh hả? Ủa? Sao em khóc? Cái gì? Má ngất xỉu hả? Chở vô bệnh viện cấp cứu hả? Được được được, anh sẽ tới ngay. Anh Phong à, có chuyện gì vậy? Dì bị xỉu à? Dạ, má tôi đang cấp cứu ở bệnh viện á. Tôi xin phép nha. Không không, chờ tôi đi với anh. Dạ thôi, giám đốc cứ ăn cơm đi. Tôi ra đón xe ông đi được mà. Không sao, được rồi. Em ơi, cho tính tiền. Cài vào thẻ của tôi nha. Đi anh. Dạ. Alo. Alo. Tôi là Hiền đây. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc. Dạ, giám đốc không có mặt ở công ty ạ. Alo. À, có phải trung tâm Aikido đó không? Tôi muốn nói chuyện với thầy Hưng ạ. Anh đã về à? Alo, Hưng đó hả? Chị Hiền nè, sao hôm nay về sớm vậy? Em đang chấm bài cho học sinh thi quyền đai. Mà có chuyện gì vậy chị Hiền? Em có rảnh không? Về nhà ngay đi, có chuyện rồi đó. Chuyện gì? Có quan trọng lắm không? Rất là quan trọng. Về ngay đi em. Hiền ơi, xuống má biểu. Dạ. Con xuống liền.
Anh hai, má vẫn đang mê man, các bác sĩ đang cấp cứu. Vậy hả? À cô ơi, tôi là anh của bác sĩ Khánh, làm việc ở khoa nội. Dạ chào anh. Tôi muốn gặp bác sĩ Khánh. Dạ bác sĩ Khánh đang tạm nghỉ. Cổ sao vậy? Dạ bác sĩ chuẩn bị đi tu nghiệp ở Pháp ạ. Dạ cảm ơn. Dạ chào anh. Anh Nguyên, em là Quỳnh, bạn của Khánh. Dạ. Sao anh tới đây vậy? Tôi có người dì cấp cứu ở trong đó. Em biết rồi, bà ấy chưa tỉnh. Dì tôi có bị gì không anh? Bà ấy bị đột quỵ do tai biến. Có nguy hiểm lắm không? Hiện giờ chưa biết, các bác sĩ đang lo cấp cứu. Anh yên tâm, không sao đâu. Xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải đi, việc rất gấp. Dạ. Alo, Hiền hả? Có ba nhà không em? Anh hả? Anh tìm ba làm chi vậy? Hồi nãy thì ba ở trong phòng, còn bây giờ thì ba đi đâu rồi ta? À, ba đi đâu rồi má? Ba con đi đâu chưa về mà ai gọi vậy? Anh Nguyên. Đưa đây. Nguyên hả con? Sao con không về nhà? Sao lại đi suốt vậy hả con? Dạ, tại con bận quá. Con có chuyện muốn gặp ba. Không sao đâu, con gọi lại. Con cúp máy nha má. Dì Sara anh vẫn mê man. Họ cho thở oxy, nhịp tim bình thường rồi, nhưng chưa thấy dấu hiệu hồi tỉnh. Hiện tượng hôn mê như vậy thật đáng lo ngại. Nếu bị tai biến, khi tỉnh dậy sẽ để lại di chứng. Tôi cũng nghĩ vậy. Má tôi coi vậy chứ yếu lắm, sợ chịu không nổi. Chắc không đến nỗi nào đâu. Mình vô đây rồi để bác sĩ lo. Giám đốc có mặt ở đây là tôi mang ơn lắm rồi. Đừng có ngại, tôi với anh là anh em, tôi coi gì như người thân của mình vậy. Cảm ơn giám đốc. Tôi xin giám đốc được nghỉ dài hơn. Anh đừng lo, cứ yên tâm mà chăm sóc cho dì. Sáng mai tôi sẽ tới. Còn việc tiền bạc giám đốc không phải lo. Má tôi là người cẩn thận, lúc nào cũng dành dụm tiền phòng thân cho mình và cho các con lúc đau yếu. Đó là trách nhiệm của công ty đối với nhân viên, và cũng là tình cảm của tôi đối với anh. Nếu mà sáng mai tôi không tới được, tôi sẽ nhờ cô Thúy mang tiền tới. Anh đừng có lo lắng gì hết. Thôi bây giờ tôi về nha. Dạ. Dạ cảm ơn giám đốc. Chị cho em gửi. Anh biết chứ. Ở đây cũng được quá ha. Dạo này dạo này cái tình hình mà làm ăn của mình cũng khó khăn lắm chứ. Ừ. Ở đây món ăn được lắm á, ngon lắm. Xin lỗi, cô có hàng trước không? Không, chị có điện thoại báo là có em gái của ổng tới tìm. Dạ. Từ từ, chắc người ta đang làm ở dưới bếp á. Từ từ người ta đem đến. Thưa giám đốc, có một cô gái nói là em giám đốc muốn gặp. Dạ, dạ. Xin lỗi mọi người nha, tôi tới chảy. Dạ xin lỗi, giám đốc không tiếp khách buổi sáng, mời cô tới vào đầu giờ trưa. Cô gọi điện cho ba giám để tôi nói chuyện. Dạ. Cô thông cảm, nhiều cô gái đến đây muốn gặp giám đốc lắm. Tôi không được phép tùy tiện. Mọi người chọn món đi. Hả? Món gì đây? Cô gọi điện cho ba giám, nó có bác sĩ Khánh, chị của ổng muốn gặp.
Dạ. Alo, thưa giám đốc. Dạ, khách xin tên là bác sĩ Khánh. Em của ông. Ông có tiếp không ạ? Trời ơi, Khánh. Em tới thì em nói đã tin em ra, để anh ra đón em. Mấy cô này lộn xộn quá. Chà, từ ngày khai trương tới bây giờ mới thấy cô bác sĩ tới nha. Bộ tính tới xem anh ba làm ăn thế nào hả? Hay quá ha. Đúng là ông chủ bự, muốn gặp đâu có dễ. Bậy. Tại vì mấy cô hiểu lầm, cứ nghĩ em giống như mấy cô khác hay tới thăm anh. Mấy chị em ta chứ gì. Em về em mét má nè. Hết, đừng đừng. Anh xin em, má chịu chết bây giờ. Không có gì đâu. Chỗ làm ăn mà. Ơi, anh Minh. Anh ba. Khánh nè. Anh Minh. Em tới đây chi vậy? Em không tới được sao? Này, ngồi đó đi. Tôi biết rồi, tôi biết mà. Bác sĩ Khánh tới gặp anh Minh phải không? Thôi tôi đi. Ơi, không có gì đâu, anh ở đây đi. Buông ra. Ngồi xuống. Anh ba lúc nào cũng biết điều mà Khánh. Hai người ngồi chơi nha. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mọi người để chúng ta là đại gia đình. Có lúc đầm xanh